Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi thuyết minh về cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay. Rồi, vậy thì với đề bài thuyết minh này thì chúng ta làm lập dàn bài như thế nào? Giống như trình tự của các bước ở những bài thuyết minh khác thôi, đúng không nào? Và ở cái cuốn sách ngữ văn lớp 8 này thì chúng ta dễ hơn rất là nhiều, bởi vì thực tế chúng ta đã cầm nó cả nửa năm nay rồi, đúng không? Đúng chưa? Chúng ta đang sử dụng nó cả nửa năm nay rồi, cho nên là khi mà giới thiệu về nó thì nó không có cái gì quá khó khăn cả. Đầu tiên, các bạn đi vào phần mở bài cho cô. Vậy thì đối với bài văn này, mở bài chúng ta cần làm gì? Đầu tiên, đó là phải giới thiệu chung được về quyển sách. Được chưa? Thứ hai, đó là giới thiệu sơ lược về vai trò của nó. À, vậy thì chúng ta phải giới thiệu chung được về quyển sách, đó là về tên của nó này. Được chưa? Rồi về vai trò của nó. Vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để giới thiệu làm sao mà vừa dẫn dắt được vào tên của cuốn sách mà chúng ta sẽ thuyết minh, và nói sơ lược được về cái vai trò của nó. Có rất là nhiều cuốn sách, nhưng mà cuốn sách ngữ văn lớp 8 tập 1 đối với em nó để lại nhiều ấn tượng, nhiều dấu ấn nhất. Đó là một cách. Hoặc là gì? Sách giáo khoa là những cái vật dụng không thể thiếu được trong cuộc đời của những người học sinh. Và đối với em, một học sinh lớp 8, thì quyển sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1 nó là một cái vật dụng có cái vai trò vô cùng to lớn trong quá trình học tập, hay là trong quá trình rèn luyện học tập của một người học sinh trung học cơ sở như tụi em. Thì đó là những cái cách để các bạn dẫn dắt, vừa làm sao để giới thiệu được tên của cuốn sách mà mình sẽ thuyết minh, và thứ hai nữa đó là gì? Nói được sơ lược về cái vai trò của cuốn sách đó đối với cá nhân của các bạn, hay là đối với lại toàn thể những bạn học sinh, cũng có thể là giáo viên chẳng hạn, được chưa? Vậy thì miễn làm sao trong cái mở bài của các bạn đáp ứng được hai yêu cầu này, với cái ví dụ mở bài cụ thể cô hướng dẫn như sau. Sách giáo khoa là một trong những vật dụng không thể thiếu trong cuộc đời học sinh. Nó có vai trò vô cùng quan trọng trong học tập. Trong đó em đặc biệt ấn tượng với cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1. Đó là một cuốn sách vô cùng bổ ích và không thể thiếu đối với mỗi học sinh trung học cơ sở. Vậy thì đó là cái phần mở bài mà chúng ta có thể là giới thiệu, dẫn dắt để giới thiệu được vào cái tên của cuốn sách mà chúng ta sẽ thuyết minh. Và thứ hai, nói được sơ lược về cái vai trò của nó, rằng nó có vai trò vô cùng quan trọng này, có vai trò vô bổ ích này, vô cùng bổ ích và không thể thiếu đối với mỗi học sinh trung học cơ sở. Vậy thì đó là cái cách mở bài các bạn ghi cho cô. Xong chưa? Rồi, đó là phần mở bài. Vậy còn vào phần thân bài, chúng ta cần triển khai những nội dung gì thì các bạn chú ý lên đây cho cô. Đầu tiên, các bạn phải giới thiệu được về nguồn gốc xuất xứ. Thứ hai, về cấu tạo, về vai trò, về giá thành và cách sử dụng cuốn sách giáo khoa sao cho nó hợp lý. À, vậy thì đầu tiên, về nguồn gốc xuất xứ, các bạn nhìn vào trong cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1 cho cô. Các bạn nhìn thấy ở đây, do nhà xuất bản nào xuất bản các bạn? Các bạn nhìn thấy cái dòng chữ... À rồi, vậy thì trong cái phần nguồn gốc xuất xứ này, các bạn phải nói được đó là cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1 đó là do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam phát hành, được chưa? Được chưa nào? Rồi, thứ hai nữa, về nguồn gốc xuất xứ, các bạn cần phải nói được cho cô về năm xuất bản. Năm xuất bản ở đây đó là năm 2003. Nhớ nhá. Năm xuất bản là năm 2003. À rồi, tiếp tục, do những ai là người viết lên cuốn sách này, thì các bạn có thể lật vào bên trong đây. Có rất là nhiều những cái nhà giáo sư, những nhà nghiên cứu, những nhà chuyên gia đầu ngành để viết lên cái cuốn sách này. Ví dụ như là gì? Nguyễn Khắc Phi, tổng chủ biên này, các bạn nhìn thấy một dãy các cái tên của những nhà sản xuất ra cuốn sách này chưa? Những nhà viết sách, thấy không? Thấy chưa? Ở trong cái trang thứ hai ấy, thấy không nào? Rồi, đó là về nguồn gốc xuất xứ, cô giới thiệu một cách sơ lược rồi nha. Rồi còn về cấu tạo thì sao? Rồi, về cấu tạo của cuốn sách này thì gồm có những cái gì? À, trong phần cấu tạo này các bạn phải nói được về hình thức bên ngoài của cuốn sách là gì, được chưa? Vậy thì về hình thức, các bạn nhìn vào cuốn sách giáo khoa này và cho cô biết cuốn sách này có hình gì? Về hình thức tức là chúng ta sẽ nhìn cái bề ngoài của nó, đúng nào? Trên tay cô đang cầm một cuốn sách và trên tay các bạn cũng đang cầm cái cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1, đúng không? Về hình thức bề ngoài chúng ta phải nói được về hình dáng.
được chưa? Về hình dáng, về kích thước, về màu sắc, đúng không nào? Vậy thì hình dáng ở đây đó là hình chữ nhật đứng, đúng không? Đúng chưa? Hình dáng của cuốn sách đó là hình chữ nhật đứng. Rồi về màu sắc thì sao? À, về kích thước thì sao? Kích thước ở đây thì các bạn có thể lật cái cuốn, lật ở phía sau ra. Ở trong này ghi rất rõ kích thước của cuốn sách đó là gì? Khổ 17 x 24 cm, các bạn nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Thì đó là về kích thước của cuốn sách giáo khoa này. Về màu sắc thì sao? Màu sắc thì chúng ta thấy ở bìa trước, chúng ta có cái bìa trước và bìa sau, đúng không nào? Đúng không? Bìa trước thì có cái gì? Bìa sau thì có cái gì? Nào, dừng. Chúng ta đã phải, trước khi viết một bài văn, chúng ta lập cái dàn ý ra để làm gì? Để mà chúng ta triển khai nó từng bước lần lượt, đúng không? Không, chúng ta đang nói về phần cấu tạo thì bạn Vinh lại nhảy xuống đến giá thành, đúng chưa? Đúng không nào? Vậy thì như vậy, chính vì những cái lý do đó mà cho nên trong cái quá trình viết văn, người ta yêu cầu chúng ta phải lập dàn ý, đó là như vậy. Để tránh những cái trường hợp như bạn Vinh vừa mới nói, đó là chúng ta sẽ đi lôm côm, thành ra nó sẽ trở thành một bài văn lủng củng, không theo một cái trình tự, không theo một cái quy củ nào hết, đúng chưa? Còn khi chúng ta đã lập được một cái dàn ý rồi thì khi viết bài văn chúng ta phải triển khai theo cái dàn ý mà chúng ta vừa mới lập được, được chưa? Rồi vậy thì cô nói tiếp, ở trong phần cấu tạo này các bạn phải giới thiệu được về cái hình thức ở bên ngoài này, về bố cục của sách này và về nội dung, được chưa? Nha, cô giới thiệu sơ lược, còn lát nữa chúng ta sẽ đi cụ thể, đi chi tiết. Đó là về cấu tạo. Ôi, còn về phần vai trò, vậy thì vai trò của sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 cung cấp cho chúng ta cái gì? Đối với học sinh thì cho học sinh những cái gì? Còn đối với giáo viên thì giúp giáo viên như thế nào? Được chưa? Rồi về giá thành. Về giá thành thì như bạn Vinh cũng vừa mới nói rồi, chúng ta lật ra cái bìa sau có thể nhìn thấy cái giá ở đây luôn, đúng không? Đó là 10.000 trên một cuốn. Rồi về cách sử dụng và bảo quản thì mỗi một cá nhân sẽ đưa ra cho mình những cái cách sử dụng và bảo quản làm sao cho hợp lý để chúng ta giữ gìn được sách cẩn thận hơn, không bị rách nát, còn có thể là áp dụng cho các em học sau chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như là ở đây trong cái phần hướng dẫn cách sử dụng và cách bảo quản, các bạn có thể lật vào cái trang kế của trang bìa, các bạn nhìn vào cái dòng chữ đó là gì? Hãy bảo quản giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng cho các em học sinh lớp sau, đúng chưa? Kể cả ở trong sách cũng có một câu hướng dẫn các bạn như vậy rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi từng phần một ở trong phần thân bài này, được chưa? Theo cái sơ đồ chung này, đó là gồm 1, 2, 3, 4, 5 phần, được chưa? Đầu tiên chúng ta đi về nguồn gốc xuất xứ trước. Rồi, về nguồn gốc xuất xứ ở đây, đầu tiên vừa nãy cô vừa mới nói đó là gì? Do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản. Ý đầu tiên. Ý thứ hai, đó là về năm xuất bản cô vừa mới nói, đó là năm 2003. Và do những ai biên soạn sản xuất lên thì tác giả của cuốn sách là những giáo sư, những nhà nghiên cứu đầu ngành về văn chương của Việt Nam. Quá trình biên soạn và sản xuất công phu qua nhiều bước tiến hành và kiểm duyệt. Tại sao chúng ta lại nói là quá trình biên soạn công phu và qua nhiều bước tiến hành và kiểm duyệt? Ngay cả ở trong cái cuốn sách các bạn đang cầm nhá, cuốn ở trên tay của cô đang cầm đó là Ngữ văn 8 tập 1 tái bản lần thứ 17. Cuốn ở trên tay các bạn tái bản lần thứ bao nhiêu? Ừ rồi, vậy thì điều đó có thể cho chúng ta thấy là gì? Cái cuốn sách ngữ văn lớp 8 tập 1 nó được xuất bản lần đầu tiên năm 2003, đúng không nào? Và ở trong phần này cô nói là gì? Cái quá trình biên soạn và sản xuất công phu và qua nhiều bước tiến hành kiểm duyệt, đúng không? Vậy tức là gì? Khi mà xuất bản cuốn đầu tiên trong quá trình ứng dụng vào trong quá trình giảng dạy và học tập, khi mà phát hiện những cái lỗi, những cái vấn đề, những cái lỗi sai mà cần phải khắc phục, cần phải sửa chữa hay là nó chưa phù hợp, thì các nhà xuất bản, những người nghiên cứu sách lại phải bắt đầu sửa lại và tái bản, đúng không? Cho nên là có cái hiện tượng chúng ta thường hay thấy những cuốn sách ở đầu ghi đó là tái bản lần thứ nhất, lần thứ hai, và ví dụ như cuốn của chúng ta đang cầm đó là tái bản lần thứ 17, đúng chưa? Đúng không? Rồi vậy thì đó là về cái phần nguồn gốc và xuất xứ của cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 8. Các bạn ghi những ý này vào chưa? Rồi vậy thì từ những cái ý chính mà chúng ta vừa mới tìm hiểu thì khi đi vào thuyết minh các bạn triển khai nó thành một đoạn văn thuyết minh về nguồn gốc xuất xứ như thế nào? Các bạn chú ý cho cô phần thuyết minh mẫu như sau.
cuốn sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành sách dưới sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xuất bản lần đầu năm 2003. Sách được tái bản nhiều lần qua các năm để thay đổi cho phù hợp hơn với chương trình học. Sách ra đời có nội dung hoàn chỉnh phải trải qua nhiều giai đoạn công phu. Đó là kết quả nghiên cứu miệt mài của rất nhiều giáo sư, tiến sĩ hàng đầu trong chuyên ngành và sự góp sức của nhiều thầy cô giáo dày dặn kinh nghiệm trên cả nước. Nổi bật trong số đó phải kể đến Nguyễn Khắc Phi, tổng chủ biên, Nguyễn Hoành Khung, chủ biên phần văn, Nguyễn Minh Thuyết, chủ biên phần tiếng Việt, Trần Đình Sử, chủ biên phần tập làm văn. Vậy thì những cái phần này, từ những cái ý chính mà cô vừa mới hướng dẫn về nhà xuất bản, rồi về năm xuất bản, rồi cái quá trình xuất bản, được chưa? Rồi, còn những người chủ biên chính, những giáo sư đầu ngành để làm ra cái cuốn sách này thì các bạn chú ý ở trong phần đầu tiên của cuốn sách các bạn cầm ở trên tay đã giới thiệu rất là rõ ràng rồi. Vậy thì các bạn dựa vào đó để viết thành một bài văn thuyết minh của mình trong cái phần đầu tiên về nguồn gốc xuất xứ, được chưa? Được chưa? Rồi, tiếp tục sang đến phần thứ hai, đó là về cấu tạo. Cấu tạo thì vừa nãy cô đã nói rồi, trong phần cấu tạo thì chúng ta phải tìm hiểu được về hình thức bề ngoài của sách, đúng không? Đúng chưa nào? Vậy thì đầu tiên, hình thức bề ngoài của sách giống như vừa nãy chúng ta vừa mới tìm hiểu, đó là về hình dáng thì cô nói rồi, đó là hình chữ nhật đứng, đúng chưa nào? Về kích thước thì các bạn nhìn thấy ở trong sách, ở trong phần cuối của cuốn sách cũng đã chỉ ra cho các bạn thấy về kích thước, đó là 17 x 24, đúng không? Rồi về màu sắc thì các bạn nhìn thấy cái bìa của cuốn sách chúng ta đang cầm, đó là cái bìa màu hồng, đúng không nào? Và trong bìa sách này thì ở giữa cái bìa sách chúng ta còn thấy đó là một bó hoa màu vàng, đúng không nào? Một bó hoa với những bông hoa nổi lên rất là nổi bật trên cái nền màu hồng đó, đúng chưa nào? Và ở trên đó chúng ta thấy xuất hiện dòng chữ ngữ văn với cái màu chữ đó là màu xanh, đúng không nào? Bên dưới thì in ấn một cái số 8 bằng màu trắng, đúng chưa? Vậy thì chúng ta phải thuyết minh cụ thể chi tiết cái đấy là cái bìa trước, đúng không nào? Đúng không? Ở trên đầu tiên thì có dòng chữ đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo, và ở bên dưới thì ghi nhà xuất bản, đúng không? Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đúng chưa? Vậy thì đó là về trong cái phần bìa trước. Vậy còn bìa sau thì các bạn thấy cái gì? Lật cái bìa sau ra nhìn xem nó có những cái gì thì chúng ta sẽ thuyết minh về cái đó, đúng chưa? Phải giới thiệu một cách chi tiết, cụ thể, đầy đủ và đúng với thực tế, đúng nào? Chúng ta nhìn thấy cái gì thì chúng ta nói về cái đó. Đầu tiên ở đây các bạn nhìn thấy một cái hình gì? Huân chương Hồ Chí Minh, đúng không? Đúng không? Và sau đó là một cái ô, một cái khung ở giữa để giới thiệu về toàn bộ những cái cuốn sách trong chương trình lớp 8 mà các bạn phải sử dụng để áp dụng vào trong học tập, đúng chưa? Gồm có rất là nhiều những loại sách, nếu như các bạn có thời gian viết bài văn thì các bạn có thể liệt kê hết ra, được chưa? Còn ở bên dưới đó là gì? Một cái mã vạch này, đúng chưa? In một cái mã vạch với cái gì? Một cái in đánh dấu giá của cuốn sách này, rồi là một cái tem chống giả, đúng chưa? Đúng nào? Vậy thì đó là bìa sau. Và bìa trước và bìa sau các bạn nhìn thấy là gì? Được làm bằng giấy bóng, đúng không? Đúng chưa nào? Bìa trước và bìa sau thì đều được in ấn bởi hai tờ giấy bóng, đúng không? Rồi, vậy thì đó là về hình dáng, về màu sắc các bạn cần phải nói cụ thể, nói chi tiết, được chưa? Rồi thứ hai đó là gì? Về bố cục của cuốn sách này thì gồm có cái gì? Đầu tiên các bạn phải nói được đó là gì? Cuốn sách này gồm có bao nhiêu bài? Nào, các bạn nhìn vào phần mục lục xem có tất cả bao nhiêu bài? Nhìn vào phần mục lục ở trong sách xem để có thể nói được cái phần cấu tạo trong cái phần bố cục của cuốn sách này gồm có bao nhiêu bài. Rồi cô mời Vinh nào. Rồi, chính xác. Rồi, vậy thì bố cục của cuốn sách ở đây đó là như bạn Vinh vừa mới trả lời, đó là gồm có 17 bài, đúng chưa? Và mỗi bài thường có 4 bài nhỏ, thường là 2 văn bản, 1 bài tiếng Việt và 1 bài tập làm văn. Đó là phần bố cục của sách. Rồi, các bạn ghi cho cô. Đó là về phần bố cục của sách. Và đến phần thứ 3, các bạn cần phải nói được trong phần cấu tạo, đó chính là về nội dung.
Vậy thì nội dung của cuốn sách các bạn đã được học gần hết học kỳ 1 rồi, các bạn có nói được không? Thứ nhất đó là về phần tập làm văn này, về phần gì? Ở trong phần nội dung có các bạn học thì gồm có mấy phần? Phần văn học này, phần tập làm văn này và phần gì? Văn học, tập làm văn, và phần tiếng Việt. Vậy thì trong phần nội dung chia ra làm 3 phần rất là rõ ràng: phần văn học, phần tiếng Việt và tập làm văn. Rồi các bạn ghi cho cô về phần cấu tạo nha. Tức là cả từng ngày nó chỉ nằm ở trong một cái phần, đó là phần cấu tạo thôi, nghe chưa? Thì ở đây là cái phần sơ lược về 3 cái ý mà trong phần cấu tạo các bạn cần phải nói được. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào từng phần cụ thể nha. Đầu tiên đó là về hình thức bề ngoài của cuốn sách. Từ những cái ý mà chúng ta vừa mới tìm hiểu xong thì chúng ta sẽ triển khai nó thành một bài văn thuyết minh như thế nào. Rồi, với hình dáng, màu sắc, kích thước, bìa, được chưa? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu về bìa trước, được chưa? Vậy thì ở đây ví dụ đó là gì? Sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1 được trình bày rất đẹp và hợp lý. À, chúng ta dẫn dắt vào đúng không? Bìa sách được làm bằng giấy cứng màu hồng nhạt, trông rất sáng và đẹp. Ở góc dưới cùng bên phải của bìa là tên logo của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Ở giữa cuốn sách là một khóm hoa màu vàng. Phía bên trên là dòng chữ ngữ văn màu xanh dương, kết hợp với con số 8 màu trắng được in nổi bật trên nền bìa màu hồng. Kích thước 17x24cm vừa vặn, phù hợp với tầm tay của học sinh. Sách gồm có 175 trang, không kể bìa sách. Được chưa? Vậy thì đây là giới thiệu tổng quan nhất về cái phần đầu tiên, bìa trước, được chưa? Toàn bộ những chi tiết liên quan đến cái bìa trước nằm gọn ở trong cái đoạn văn đầu tiên này. Được chưa? Rồi sau khi chúng ta đi giới thiệu xong bìa trước rồi, chúng ta sẽ tiến hành giới thiệu ở những phần bìa sau, được chưa? Rồi các bạn ghi cho cô phần bìa trước và trước. Về cái bìa mặt trước của cuốn sách thôi đúng không? Chúng ta sẽ còn cái bìa ở phía sau. Và ở trong cái phần bìa phía sau này gồm có những cái chi tiết nào thì vừa nãy cô nói chưa? Nói rồi đúng không? Ngoài ra thì chúng ta còn có cái gì nữa? Một cái trang bìa phụ ở đây. Và sau đó là đến cái gì? Đến cái phần lời nói đầu, được chưa? Và ở phía sau thì còn có mục lục, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đi giới thiệu sơ lược những cái phần đó ở trong đoạn văn tiếp theo. Đó là gì? Đầu tiên đó là về bìa sau. Bìa sau cuốn sách được làm bằng chất liệu giấy cứng trắng. Phía trên cùng in hình biểu tượng chất lượng mà sách đạt được. Ở giữa là tên sách giáo khoa của 11 bộ môn, được chưa? Vậy thì đó là xong cái phần bìa sau. Ngoài ra thì các bạn nói thêm ở bên dưới này cho cô. Ở bên dưới còn có mã vạch này, in giá này và một cái tem chống giả, được chưa? Rồi, đó là bìa sau. Tiếp đến đó là gì? Sau trang bìa, trang đầu tiên là lời nói đầu, giới thiệu cho người đọc biết mục đích và nội dung chung của cuốn sách mà sẽ mang lại cho học sinh. Các bạn có nhìn thấy lời nói đầu chưa? Có bao giờ các bạn đọc khi mà cầm một cuốn sách ở trên tay thì các bạn có bao giờ đọc trong cái phần lời nói đầu này không? Có bao giờ đọc không? Có, ừ. Khi mà chúng ta cầm một cuốn sách nào đó thì chúng ta hay phải đọc cái lời nói đầu tiên này, đúng không nào? Bởi vì trong cái phần này người ta sẽ giới thiệu cho mình một cách tổng quát nhất về cái nội dung ở bên trong cái cuốn sách đó, viết cái gì, muốn giới thiệu cho người đọc cái gì ở đó, được chưa? Đó chính là cái phần đầu tiên, lời nói đầu. Ngoài ra, đến phần tiếp theo đó là gì? Sách có phần mục lục ở cuối giúp người đọc nắm rõ hơn nội dung của cuốn sách. Sách được chia thành 17 bài học khác nhau. À, vậy thì ở cái phần cuối cùng đó chính là phần mục lục. Trong cái phần mục lục này thì sẽ giúp chúng ta tìm hiểu được chi tiết cụ thể về danh mục của những bài mà chúng ta đã sẽ học. Nó nằm ở trang bao nhiêu, đúng không nào? Để khi mà chúng ta tìm đến cái bài đó nó nhanh hơn, đúng chưa? Đó chính là phần mục lục. Rồi gì? Giấy in sách màu trắng có độ sáng hài hòa, chữ viết in đậm, rõ nét, rõ ràng, giúp học sinh nhìn rõ, đảm bảo thị lực cho học sinh. Đó là giới thiệu về cái chất liệu của giấy, đúng chưa? Đúng chưa? Vậy là chúng ta đi xong, mới đi tìm hiểu xong về bìa trước, về bìa sau, về mục lục, về chất liệu giấy, về chất liệu của bìa rồi. Vậy thì đó là toàn bộ những cái phần về hình dáng ở bên ngoài, đúng không? Đúng chưa nào? Rồi tiếp tục chuyển sang phần tiếp theo, đó là về
bố cục của sách. Về bố cục của sách thì vừa nãy bạn Vinh vừa mới trả lời rồi đúng không? Đó là gì? Cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1 của chúng ta gồm có 17 bài đúng chưa? Và trong mỗi bài thì ở trong đó thì chia ra những bài nhỏ, thường là có hai bài văn bản, bài tập làm văn và bài tiếng Việt đúng không? Đúng chưa nào? Vậy thì đó là về bố cục của sách. Vậy thì từ những cái ý chính mà chúng ta vừa mới tìm hiểu đó, chúng ta sẽ triển khai thành một bài văn thuyết minh như thế nào? Thì các bạn chú ý ở đây, cô hướng dẫn đó là gì? Sách được chia thành 17 bài học khác nhau. Mỗi bài học lại ứng với 4 tiết học của chúng em ở trên lớp. Mỗi bài lại bao gồm đủ cả 3 nội dung cho chúng em luyện tập, đó là văn bản, tập làm văn và tiếng Việt. Nội dung của cuốn sách cũng được sắp xếp một cách hợp lý. Phần đầu của mỗi bài học được tác giả trình bày có nội dung khái quát cũng như những kiến thức, mục tiêu đặt ra mà chúng ta cần phải đạt được. Sau mỗi bài học thường có phần ghi nhớ được đóng khung rõ ràng, cẩn thận. Phía dưới là phần luyện tập giúp học sinh củng cố kiến thức, vừa học vừa nâng cao kiến thức hơn. Rồi, vậy thì có phải là các bạn nhìn vào trong từng bài học của mình, có phải là sau mỗi ở trong cái phần đầu tiên thì sẽ có một cái phần đó là giới thiệu khái quát đúng không nào? Khái quát lại những cái nội dung mà chúng ta sẽ được tìm hiểu ở trong bài đó. Và sau cái bài học thì thường có một cái khung để đóng khung cái phần ghi nhớ vào đúng không? Tức là chốt lại những cái ý chính mà các bạn bắt buộc phải ghi nhớ ở trong cái bài học đó. Và sau đó là phần dưới, là phần cuối cùng, đó là phần luyện tập đúng chưa? Đúng chưa? Vậy thì từ cái bố cục đó các bạn triển khai thành một bài văn thuyết minh cụ thể như trên cho cô. Đó là phần giới thiệu về bố cục, phần nội dung, phần bố cục đúng không? Còn ở trong phần cấu tạo chúng ta có ba ý chính, đó là về hình thức này, về bố cục và về nội dung đúng chưa? Hình thức chúng ta đã đi tìm hiểu xong rồi, bố cục thì vừa mới làm xong và phần tiếp theo chúng ta cần phải làm đó là về nội dung. Rồi vậy thì trong nội dung vừa nãy cô nói rồi đúng không? Có ba phần, đó là phần gì và phần gì nào? Phần văn học này, phần tập làm văn và phần tiếng Việt đúng không? Đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi thuyết minh từng phần một. Phần văn học, phần tiếng Việt và phần tập làm văn. Vậy thì đầu tiên các bạn đi thuyết minh cho cô phần văn học trước. Phần văn học thì tức là văn bản, tức là các văn bản mà chúng ta tìm hiểu đúng không? Trong cái bố cục vừa nãy chúng ta nói rồi, trong một bài thì thường có hai văn bản đúng chưa nào? Vậy thì trong phần văn bản chúng ta sẽ thuyết minh cái gì? Văn bản gồm có hai loại, gồm có hai loại chính, đó là văn học Việt Nam và văn học nước ngoài, được chưa? Đúng không? Sau đó các bạn sẽ liệt kê ra các văn học, các cái bài mà văn học Việt Nam thì đó là những bài nào, văn học nước ngoài thì có những bài nào, cụ thể ở đây đó là gì? Văn học Việt Nam gồm có các tác phẩm từ năm 1930 đến năm 1945 như là Lão Hạc của Nam Cao này, Tức Nước Vỡ Bờ trích trong tiểu thuyết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, hay là văn bản Trong Lòng Mẹ trích từ Những Ngày Thơ Ấu của Nguyên Hồng, vân vân. Các bạn kể ra những cái văn bản các bạn đã được tìm hiểu ở trong chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1, được chưa? Đó là giới thiệu những cái văn bản văn học Việt Nam trong cái giai đoạn 1930-1945 này. Và từ những cái văn bản đó thì cho các bạn biết được những cái gì? Những văn bản này cho chúng ta thêm hiểu biết, cảm thương trước cái số phận của người nông dân trước cách mạng tháng 8. Họ là những nạn nhân bần cùng hóa mà thủ phạm chính là xã hội thuộc địa phong kiến tàn ác lúc bấy giờ, được chưa? Vậy thì đó là giới thiệu chung về cái mảng văn bản gồm có hai thể loại, đó là văn học Việt Nam và văn học nước ngoài. Sau đó thì giới thiệu cụ thể văn học Việt Nam gồm có những tác phẩm nào và những cái tác phẩm đó giúp các bạn nắm được cái gì, biết được cái gì thì nằm ở trong cái phần thuyết minh trong cái đoạn này. Rồi, vậy thì đây là phần về nói về văn học Việt Nam đúng chưa? Và trong phần văn bản thì các bạn vừa mới biết rồi, đó là gồm có văn học Việt Nam và văn học nước ngoài đúng không? Vậy thì nói về văn học Việt Nam rồi đương nhiên phải nói về văn học nước ngoài nữa chứ. Vậy thì trong cái chương trình sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1 chúng ta tìm hiểu những văn bản nào của văn học nước ngoài nhỉ? Nhớ không? Hay lại chữ thầy trả thầy hết rồi? À, cô bé bán diêm. À đúng rồi, đánh nhau với cối xay gió. Gì nữa?
Hết chưa? Chiếc lá cuối cùng, rồi, chính xác. Vậy thì từ những văn bản đó cho chúng ta biết điều gì? Rồi ơi, rồi, vậy thì đến phần văn học nước ngoài, các bạn chú ý cho cô ghi vào. Đối với phần văn học nước ngoài, chúng ta biết thêm rất nhiều những nhà văn nổi tiếng như O. Henry thông qua Chiếc lá cuối cùng, Andersen thông qua tác phẩm Cô bé bán diêm, hay là Aimatov trong Người thầy đầu tiên. Qua những tác phẩm đã học ấy, cho chúng ta hiểu biết thêm về cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, giàu tình cảm của những họa sĩ nghèo trên đất Mỹ thế kỷ 20, hay cuộc sống bấp bênh nghèo khổ của những trẻ em phương Tây mồ côi phải tự đi kiếm sống trước cái sự ghẻ lạnh của xã hội vào cuối thế kỷ 19. Rồi, vậy thì các bạn ghi cho cô nội dung của phần tiếng Việt và phần tập làm văn, đúng không? Vậy thì trong phần tiếng Việt ở trong chương trình ngữ văn lớp 8, các bạn đã được tìm hiểu những phần nào của tiếng Việt? Các bạn đã được học những gì nào? Nào, Hưng nào? Trong phần tiếng trợ từ, thán từ, từ tượng hình, từ tượng thanh, câu đơn, câu ghép, rồi dấu câu nữa, đúng không? Học dấu câu chưa? Học chưa? Chưa học à? Trong phần mục lục có đấy. Rồi, vậy thì trong phần tiếng Việt các bạn ghi cho cô. Phần tiếng Việt gồm cả từ ngữ và ngữ pháp, được sách cung cấp rất dễ hiểu, khoa học, ngắn gọn, vừa cung cấp tri thức vừa giúp học sinh luyện tập. Trong phần tiếng Việt có khá nhiều những điều mới mẻ như trường từ vựng này, các biện pháp nói giảm nói tránh, biện pháp tu từ nói quá. Ngoài ra thì chúng ta còn biết đến cách sử dụng của một số các loại dấu câu mới, là dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, đúng chưa? Tất cả những phần tiếng Việt trên đều giúp cho chúng ta một phần nào trong việc làm bài tập làm văn. Rồi, đó là những cái ví dụ điển hình thôi. Còn các bạn muốn cụ thể hơn thì các bạn có thể liệt kê hết ra, giống như là vừa nãy bạn Hưng vừa mới nói đó. Từ tượng hình, từ tượng thanh, trường từ vựng, thán từ, trợ từ. Rồi, ghi vào cho cô phần tiếng Việt. À rồi, vậy thì trong chương trình lớp 8 của các bạn tập làm văn, các bạn đã được viết những thể loại văn nào? Những kiểu văn bản nào? Bài hôm nay đó là thể loại viết văn gì? À, thuyết minh này, rồi gì nữa? Trước đó các bạn tìm hiểu những bài tự sự. Trong văn tự sự các bạn có sự kết hợp giữa tự sự và cái gì? Trong văn tự sự các bạn sử dụng những yếu tố nào? Các bạn đã được rồi, các bạn đã được học những cái bài liên quan đến đó gì? Yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự, đúng không? Đúng chưa? Vậy thì trong cái chương trình ngữ văn lớp 8 học kỳ 1 của chúng ta, các bạn đã học hai kiểu viết văn cơ bản, đó là văn tự sự và văn thuyết minh, đúng không? Tự sự, trong văn tự sự thì có sự kết hợp giữa các phương pháp, đó là miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự, đúng không? Vậy thì đối với lại trong cái phần nội dung này, riêng về phần tập làm văn, các bạn viết cho cô đó là gì? Cách phối hợp các phương pháp tự sự, miêu tả, biểu cảm trong văn tự sự là một trong những nội dung chính của phần tập làm văn. Phần vô cùng quan trọng ở tập làm văn đó là phương pháp và cách làm bài văn thuyết minh. Loại văn được sử dụng chủ yếu trong lớp 8 và cả các lớp trên. Ngoài ra, mỗi bài học đều có những hình ảnh minh họa giúp chúng ta không bị nhàm chán. Đó là những cái câu chúng ta thêm vào để cho cái đoạn văn thuyết minh của mình nó không bị khô khan. Xong phần này là chúng ta mới đi xong phần cấu tạo thôi nha. Mà vừa nãy ở trong phần thân bài chúng ta có những phần nào còn nhớ không? Đầu tiên đó là gì? Về nguồn gốc, đúng không? Nguồn gốc nè. Chúng ta mới tìm hiểu xong nguồn gốc. Và thứ hai đó là về cái gì? Về cấu tạo. Cấu tạo. Và đến thứ ba các bạn cần phải tìm hiểu. Và trong phần cấu tạo này thì gồm có 3 phần, đó là về hình thức này, về bố cục và về nội dung, đúng không? Thì đến đây chúng ta mới tìm hiểu xong cái phần cấu tạo. Rồi, vậy đến cái phần tiếp theo đó là về vai trò. Rồi, vậy thì vai trò của cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 có vai trò gì? Thì các bạn có thể trả lời được cho cô là cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 có vai trò gì không? Rồi. Vậy thì các bạn có thấy là cái phần trả lời của bạn Vinh vừa rồi giống như là bạn đang đi tóm tắt lại hết các tác phẩm ở trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 không?
chứng tỏ là bạn rất là nhớ bài, rất là thuộc bài, nhưng mà nó đi cụ thể quá vào cái phần vai trò và nó gần như bị lạc đề sang cái phần nội dung của phần vừa mới tìm hiểu xong, đúng không? Nội dung của phần văn bản đó, đúng chưa Vinh? Đúng không? Ừ. Vậy thì ở trong cái phần vai trò này, nói đơn giản nhất giống như bạn Phương, thì đương nhiên khi mà chúng ta tìm hiểu về cái vai trò của một cuốn sách thì đó là cung cấp tri thức, cung cấp kiến thức rồi, đúng không? Vậy thì trong phần này các bạn chú ý cho cô về vai trò. Về vai trò đó là gì? Sách ngữ văn lớp 8 có vai trò tác dụng to lớn trong quá trình học tập môn ngữ văn của học sinh. Đầu tiên chúng ta phải khẳng định được rằng nó có vai trò vô cùng quan trọng và to lớn đối với học sinh lớp 8 đã, được chưa? Sách giúp cho học sinh tiếp cận với những tác phẩm văn học nổi tiếng được truyền qua nhiều thế hệ để thấy được giá trị của nghệ thuật. Đặc biệt, sách có ý nghĩa giáo dục to lớn, rèn luyện cho chúng ta nhiều kiến thức trong việc giao tiếp hàng ngày, dù là thể hiện dưới mọi hình thức, bồi đắp thêm những tình cảm, đức tính tốt đẹp như yêu thương và cảm thông với con người, từ đó biết trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống của mình hơn. Thì đó chính là cái phần vai trò của cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 mà được giới thiệu một cách khái quát nhất, các bạn ghi vào để tham khảo nào. Còn giống như cách trả lời của bạn Vinh thì nếu như mà bạn có thời gian để viết cái bài văn này hoặc là thuyết minh được cái bài văn này, các bạn có thể đưa vào để cho nó cụ thể, nó chi tiết hơn. Không sao cả, nhưng mà cẩn thận lạc đề. Nguồn gốc cấu tạo vai trò rồi, còn cái tiếp theo đó là gì? Còn giá thành và cách sử dụng, cách bảo quản và sử dụng. Chưa? Rồi, vậy thì trong bằng này, nội dung mà các bạn cần phải triển khai trong phần thân bài thì chủ yếu đó là hai phần đầu tiên này, được chưa? Về nguồn gốc và về cấu tạo. Nhớ cho cô cái phần cấu tạo này thì gồm có 3 phần lớn, đó là về hình thức, về bố cục và về nội dung, nhớ nha. Còn tiếp theo đó là về phần giá thành và cách bảo quản. Thì giá thành thì chỉ có một câu thôi, đúng không? Chúng ta chỉ dẫn dắt vào để nói được làm sao, để giới thiệu được rằng cái cuốn sách ngữ văn lớp 8 này nó chỉ có giá 10.000 đồng trên một cuốn thôi. Cái gì? 10 đồng Bitcoin, cái gì vậy? Rồi, vậy thì còn cái phần còn lại đó là về giá thành và cách bảo quản. Giá thành thì 10.000 đồng một cuốn rồi, đúng chưa? Còn cách bảo quản thì các bạn đưa cho cô một số ví dụ về cách bảo quản và sử dụng đối với cuốn sách này nào. Rồi, bạn Vinh vừa mới trả lời chính xác rồi, đó là gì? Không quăng quật, không vo tròn, không gấp đôi, bọc sách bằng ni lông, hoặc là ngày xưa thì thường là bọc bằng giấy báo, được chưa? Vậy thì đối với đoạn văn này, để làm sao để giới thiệu, để thuyết minh được về phần giá thành và cách sử dụng từ những cách này, chúng ta đưa vào thành một đoạn văn thuyết minh như sau. Sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1 là một cuốn sách bổ ích, thế nhưng chỉ có giá là 10.000 đồng trên một cuốn. Chính vì vậy chúng ta càng phải biết trân trọng và quý trọng nó bằng cách giữ cho nó được sạch sẽ, không bị quăn mép, bằng cách đó là bọc bìa bằng ni lông. Đó là xong cái phần về nói về giá thành và cách bảo quản, cách sử dụng cuốn sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1. Xong chưa? Rồi đến phần kết bài cho cô. Kết bài các bạn phải khẳng định được giá trị, ý nghĩa lớn lao của cuốn sách đối với lại học trò chúng ta. Ví dụ đó là gì? Sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 tập 1 là cuốn sách quý giá, là một kho tàng kiến thức không thể thiếu đối với mỗi học sinh trung học cơ sở chúng ta. Xong, được chưa? Chỉ cần khẳng định lại giá trị to lớn của cuốn sách đó là được. Xong phần kết bài. Và nhớ, các bạn nhớ cho cô trong quá trình trình bày nhá, ở trong phần thân bài rất là nhiều những cái nội dung lớn. Vậy cho nên khi mà các bạn trình bày, đừng có viết liền từ đầu đến cuối phần thân bài, nghe chưa? Mà phải tách ra từng đoạn nhỏ, nhớ chưa? Tách ra từng đoạn nhỏ, giống như là về nguồn gốc thì tách riêng một đoạn, về cấu tạo, về vai trò, về giá thành, với cách bảo quản thì gộp lại, bởi vì nó chỉ có 1-2 câu thôi. Còn riêng cái phần cấu tạo này, các bạn chú ý tập trung cho cô phần cấu tạo và phần nguồn gốc, và các bạn phải tách nó ra thành từng đoạn riêng biệt để dễ hình dung, dễ đọc. Đó là xong với cái đề bài thuyết minh về quyển sách ngữ văn 8 tập 1.